Hôm nay mẹ về muộn nhé, con ở nhà ngoan nha. Mẹ ở nhà với con một bữa thôi, ở nhà một mình mãi, con chán lắm. Mẹ bận lắm, nay mẹ gọi cô Tâm đến chơi với con đó. Bữa sáng của con mẹ để trên bàn. Chốc nữa cô Tâm sẽ qua giúp con làm bài tập và dọn dẹp nhà cửa. Mười giờ, cô gia sư đúng giờ quá. Chào em, chị là Tâm, sinh viên. Em biết rồi, chị giúp việc theo giờ của nhà em. Chị sẽ giúp em làm bài tập và dọn dẹp nhà cửa. Em ở nhà một mình như thế này có sợ không? Không, từ ngày ba mất, mẹ bận công việc suốt, em ở nhà một mình quen rồi. Chị nghĩ em cần phải dừng xem tivi thôi, chúng ta sẽ học bài bây giờ. Chị làm cái gì vậy? Em đang xem hoạt hình. Nhưng chúng ta cần phải học, mẹ em bảo chị cần phải dạy thêm cho em sắp thi học kỳ rồi. Chị cứ nói với mẹ em là hôm nay em học rồi, mẹ em chẳng biết đâu mà lo. Chị đừng gỡ mấy tờ giấy nhớ đó làm gì, cứ để đó, có lúc mẹ em còn dùng lại, đỡ phải viết. Mà chị muốn bảo mẹ em cái gì thì cứ viết rồi dán lên đó, mẹ em cũng toàn bảo em thế. Con trai, hôm nay mẹ về trễ, con nhớ. Mẹ cứ dán giấy nhớ lên tủ lạnh, chốc con đọc. Con nhớ uống sữa lúc 2 giờ chiều nhé. Cô Tâm rửa hộ chị chỗ bát trong chậu. Cảm ơn. Hôm nay chị sẽ dọn xong sớm. Chị em mình đi chơi nhé. Yeah, đi chơi, đi chơi. Ngày trước, có bố. Cả nhà em hay đi chơi với nhau lắm. Từ khi bố mất, ngày nào mẹ cũng bận. Chẳng thể dành cho em một phút, chứ đừng nói một ngày. Em đừng buồn, dù thế nào thì mẹ vẫn yêu em nhất. Không, chị chẳng biết gì cả. Mẹ yêu công việc hơn em. Em ghét mẹ, em ghét cả cái tủ lạnh đó, ghét những tờ giấy nhớ. Chị sẽ nói chuyện với mẹ. Alo, chị à, em có chút việc muốn nói với chị. Chị đang bận chút, có gì em cứ để lại giấy nhớ, tối về chị sẽ xem nha. Chào em. Lạnh bề ngoài thì nóng hổi, nhưng bên trong thì lạnh ngắt. Chị đừng để mình biến thành cái tủ lạnh. Con trai, mẹ xin lỗi. Nhanh lên mẹ ơi, diều bay lên rồi nè. Ừ, con trai. Con đường ta quay về. Mùa mưa năm ấy, đó là mùa mưa dài đằng đẵng và bế tắc khi cuộc hôn nhân của chúng tôi đang dần dần đi đến hồi kết. Tòa án gọi chúng ta sáng mai đến tòa, họ đã gọi cho em chưa? Gọi rồi. Dự báo ngày mai trời vẫn mưa to đấy, cùng đi chung xe tới đó chứ. Thế nào cũng được. Thank you.
ơi, ông có sao không ạ? Ông ơi, chúng cháu xin lỗi, mưa quá chúng cháu không thấy rõ đường. Ôi, chân ông bị thương nặng rồi, cần phải đưa ông cụ đến bệnh viện. Ừ, nhanh lên. Thôi, nhờ cô chú hãy đưa tôi về nhà, tôi cần phải về nhà đã. Nhưng chân ông đang bị thương nặng quá, cần phải đến bệnh viện xử lý kịp thời, nếu không chúng cháu sẽ ai nấy lắm. Đúng thế đấy ông ạ, chúng ta cần phải đi bệnh viện ngay. Không được, bà nhà tôi đang chờ tôi. Ôi, cặp lòng của tôi đâu rồi? Dạ, là cái này phải không ông? Cái gì bên trong vậy ạ? Là một món quà mà vợ tôi thích. Vợ tôi bị ốm nặng, mấy tháng nay chỉ ăn được cháo loãng. Hôm nay bệnh tình của bà ấy cũng đỡ hơn, bà ấy nói muốn ăn món này. Sáng nay tôi đi mà không nói bà ấy, chắc bà ấy đang sốt ruột lắm. Anh sẽ gọi cho tòa án xin hoãn lại phiên tòa. Giờ chúng ta sẽ đưa ông cụ về nhà của ông ấy, sau đó đưa ông đến bệnh viện. Đành phải vậy thôi. Bà nó ơi, tôi về rồi đây. Trời mưa gió thế này mà ông đi ra ngoài đường làm gì? Tôi lo lắm ông biết không? Chào bà, cháu chào bà. Hai cô chú này là... Mà ông làm sao lại phải đỡ thế kia? Trời ơi, chân của ông làm sao vậy? Sao lại... Dạ, vừa nãy trên đường đi vì trời mưa to quá nên bọn cháu không nhìn rõ ông đi qua đường, nên không may làm ông ngã và bị thương. Chúng cháu rất xin lỗi. Hả? Ông bị đụng xe ư? Nhưng mà ông ra ngoài làm gì? Trời mưa gió thế chứ. Tôi chỉ bị ngã nhẹ thôi mà, không sao đâu. Bà lo gì chứ? À, tôi mua gà tiềm về cho bà đây. Bà mau ăn đi khi còn nóng. Ông đã đi mua gà tiềm sao? Trời ơi, tối qua tôi chỉ buộc miệng nói vậy thôi, chứ tôi đâu có bảo ông đi mua đâu. Giờ thì hay rồi, chân ông đến nông nổi này đấy. Tôi không sao mà, chỉ trầy xước tí thôi, bà không phải lo. Còn bảo không sao, thâm dập hết cả chân rồi. Ông giờ tuổi cao rồi, tôi đã dặn bao nhiêu lần, mưa gió đừng có đi đâu. Tôi biết rồi mà, thôi bà mau ăn đi cho nóng. Tôi không ăn, chân ông ra nông nổi thế, tôi nuốt làm sao? Ôi, rơi mất rồi. Anh xem lại mình đi, mỗi lần em bảo anh đưa đi chỗ này chỗ nọ, nhưng liệu anh chịu em được mấy lần hả? Hôm nay em chỉ bảo anh đưa đi ăn kem thôi, mà anh như vậy đó. Lúc nào em cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình. Còn những lúc anh mệt mỏi, ốm đau, thử hỏi em có quan tâm anh không? Thôi đủ rồi, tôi là vậy đấy. Bác sĩ kết luận chân ông cụ bị rạn xương, ít nhất phải nghỉ ngơi vài tuần. Em có nghĩ chúng ta cần thường xuyên qua đó để giúp ông bà ấy không? Em cũng nghĩ thế. Còn chúng ta thì sao? Phiên tòa đã bị hoãn rồi. Em không biết. Phiên tòa đó không mở lại. Thật lạ, trái tim chúng tôi đã vừa tìm lại được sự đồng điệu. Và hơn thế, chúng tôi đều đã học được cách yêu nhau và giữ gìn hạnh phúc. Những ngày dễ chịu. Một ngày nữa thật êm đềm trôi qua, thật là dễ chịu. Cậu cho chị gửi con một tuần nhé. Anh đang đi công tác ở nước ngoài. Chị phải về quê chăm bà nội đang ốm. Nhưng em đã chăm trẻ con bao giờ đâu mà. Không phải lo, bóng nhà chị ngoan lắm. Con chào cậu Nguyên. Cậu chào bóng. Thế là hết những ngày dễ chịu. Bóng ơi, dậy đi mẫu giáo nào. Dậy đi bóng. Con ngủ thêm tí đã cậu.
Bóng ơi, cậu muốn giờ làm rồi này. Bóng ơi là bóng, thế này thì chết cậu rồi. Bóng, sao con dậy sớm thế? Cậu bảo vì con mà cậu đi làm muộn, nên hôm nay con dậy sớm mà. Cậu thấy con có ngoan không? Nhưng hôm nay là chủ nhật mà bóng. Ai đến thế không biết? Bóng ơi, chiều nay cậu sẽ đi chơi đấy. Cậu đi với ai ạ? Với cô Trà kia kìa. Cậu để ý cô ấy lâu lắm rồi. Cô ấy là biên tập viên nhà xuất bản. Cô ấy qua đưa bản vẽ mẫu cho cậu. Thấy hôm nay cô ấy cứ cười cười, nên cậu mạnh dạn mời cô ấy đi uống nước. Cô ấy đồng ý rồi. Vì cậu đẹp trai quá mà. Gì thế này? Bóng, thế này có chết không? Cô ấy cười vì thế đấy cậu ơi. Trời ơi, bóng, nước ở đâu mà lên láng thế này? Con cho nước chảy vào để tập bơi đấy cậu ơi. Cậu đã bảo gì với con hả? Cậu bảo chiều nay cậu đi chơi với cô Trà. Cậu sẽ đưa con sang nhà bà Hiền nhờ bà trông hộ. Thế sao con còn bày trò nghịch ngợm thế này hả? Đi vào phòng thay quần áo ngay. Cậu mà đến muộn thì con liệu hồn đấy. Bộ đồ viết của mình ướt sạch rồi. Con bé nghịch thế không biết. Chắc chào bà ạ. Cậu ơi, cậu đi chơi có vui không? Vui nổi gì, cô Trà không muốn chơi với cậu nữa. Thấy cậu về nhà chơi với con cũng được. Nhưng cậu không thích chơi với bóng. Bóng rắc rối và nghịch ngợm quá. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với cô Trà. Vậy mà con lại gây chuyện, làm cậu đến muộn. Cô ấy giận cậu rồi. Mong ba mẹ con sớm đến đón con về, để cậu được yên. Nhưng con thích chơi với cậu mà. Bóng ơi, mẹ Quyên đến đón con này. Bóng ơi, con ngủ dậy chưa? Bóng ơi, mẹ đến rồi nè. Có khi nào nó bỏ nhà đi không hả chị? Sao lại bỏ nhà đi? Hôm qua bực quá nên em lỡ mắng cháu. Bóng ơi, con thức cả đêm gấp sao cho cậu nè. Cậu Nguyên. Á, à, mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói những ngôi sao sẽ biến ước mơ thành hiện thực, đúng không mẹ? Cậu bảo với những ngôi sao là cậu ước cô Trà không giận cậu nữa. Đi cậu, con gấp cho cậu nhiều sao lắm. Ừ, cậu cảm ơn bóng. Cậu sẽ bảo với ngôi sao, nhất định cậu sẽ bảo.